Thẩm mỹ Ohio khẳng định vị thế thống lĩnh thị trường, số 1 về trị giãn mong mạch, tĩnh mạch tại Việt Nam. Thương hiệu thẩm mỹ Việt đầu tiên vượt tầm quốc tế. Năm 2019, hợp tác cùng tập đoàn Hellincare Hàn Quốc, trực tiếp giáo sư, bác sĩ, viện trưởng Kim Jong-mi là một trong 5 bác sĩ đầu ngành da liễu tại Hàn Quốc với 25 năm kinh nghiệm trong ngành, trực tiếp cố vấn chuyên môn, phụ trách chuyển giao, đào tạo dịch vụ, chuyển giao tổ hợp công nghệ điều trị giãn mong mạch, tĩnh mạch Mercurio-X và Mercurivencare. Năm 2020, thành lập chuyên khoa điều trị giãn mong mạch, tĩnh mạch đầu tiên và duy nhất tại hai miền Nam Bắc. Năm 2021, đầu tư hơn 15 tỷ đồng, nâng cấp công nghệ điều trị đạt chuẩn 5 sao, đồng thời ra mắt hội đồng bác sĩ lớn nhất, tất cả bác sĩ giỏi chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm. Năm 2022, cán mốc chữa thành công 532.000 ca giãn mong mạch, tĩnh mạch tại chuyên khoa và nâng tầm trở thành chuyên khoa lớn mạnh với 2 phòng khám, tọa lạc tại 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và 138A Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 10 năm hình thành và phát triển, vượt qua vô vàn khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh đào thải khốc liệt của thị trường, thẩm mỹ Ohio gây tiếng vang lớn trong ngành thẩm mỹ Việt Nam với những con số vô cùng ấn tượng, hơn 532.000 ca trị giãn mong mạch, tĩnh mạch thành công. Tiếp tục nâng cấp siêu công nghệ trí tuệ nhân tạo AI độc quyền vào năm 2023. Thật sự là tôi mừng lắm luôn ấy. Không ngờ là công nghệ laser sung dài lại hiệu quả đến như vậy. Đây này, bây giờ nhìn chân tôi này, nó cứ nõn nà trắng đẹp ấy. Nó không còn cái vết gân mà chằng chịt mất thẩm mỹ nữa. Mà điều mà tôi thích nhất nhá là dấu hiệu đau nhức mỏi là nó cũng không còn nữa. Bây giờ là đứng giảng dạy là thoải mái luôn. Bây giờ cuộc sống cảm thấy vui vẻ hạnh phúc lắm. Nên là thật sự là tôi phải gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đội ngũ bác sĩ cũng như là kỹ thuật viên của Ohio đã giúp tôi cũng như là rất nhiều người là có thể tạm biệt được cái bệnh lý giãn mao mạch, tĩnh mạch ở chân. Đôi chân vằn vện của tôi giờ đã trở nên láng mịn. Đặc biệt, tôi không còn bị đau nhức và mất ngủ hàng đêm. Giờ thì tôi có thể thỏa sức với nghề diễn của mình. Cảm ơn Ohio đã giúp cho tôi có đôi chân khỏe mạnh. Trị tận gốc giãn tĩnh mạch chỉ có Ohio. Đến bây giờ chị chỉ có một câu để mà nói thôi, đó là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Điều trị đúng phương pháp, đúng nơi, đúng chỗ thì da mình sẽ đẹp hơn, tự tin hạnh phúc hơn rất nhiều. Mình rất là mong muốn các chị em sẽ sớm biết tới Ohio để có thể điều trị sớm nhất cái bệnh giãn mao mạch tĩnh mạch này trên cái đôi chân xấu xí của chúng ta. Chị giãn mao mạch tĩnh mạch tới Ohio ngay. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Ohio trong hơn một thập kỷ qua. Ohio sẽ luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng tốt nhất.